Chào anh chị, đây là căn Hải Âu lô góc 3 mặt tiền, diện tích lô là 289,9 mét vuông và chủ nhà đang muốn cho thuê với cái mức giá thì mình xin phép giữ bí mật, nó sẽ dao động khoảng 6.000 một tháng. À, đây là cái căn đơn lập đầu hồi, căn góc đầu hồi. À, đi ở phía sau đây sẽ ra khu phố đi bộ và nhà để xe. Đây là hình ảnh trước màn hình, đấy chính là căn Hải Âu mà chủ nhà đang muốn cho thuê, một căn góc đầu hồi. Vị trí căn biệt thự này thì nằm ở trên dãy Hải Âu 01 và ngay cạnh cái khu trung tâm thương mại Vincom Megamall và gần như trực diện với cái cổng vào của khu biển hồ nước mặn, cổng Crystal Lagoon. Đây là cổng vào này, ngay ở phía phía trước căn biệt thự này thôi. Đây là cổng vào và cái khu mà quay 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 cái lưới màu xanh đấy là cái khu cụm nhà hàng và trung tâm hội nghị kim cương của dự án. Phía trước chính là cái khu biển hồ nước mặn 6,1 hecta và trung tâm thương mại. Đấy, đây là biển hồ, họ đang làm cái công tác kỹ thuật, tức là điều chỉnh về các cái vòi phun nước nho nhỏ quanh hồ, rồi các cái mạch ở dưới lòng hồ các thứ. Nói chung là đang sửa chữa kỹ thuật để đưa vào khai thác thương mại. Ở đây thì căn này thì nếu mà khách hàng nào mà muốn cho thuê ấy, thì có thể làm được các cái mô hình nhà hàng, quán cà phê. Đấy, rất đẹp. Nhà hàng quán cà phê, tại vì nó nằm ở ngay chỗ ngã ba. Cái thứ nhất là cái lượng căn ở ngã ba thì ở đây rất là ít, nó chỉ có vài căn thôi, đếm trên đầu ngón tay. Còn những cái căn bình thường thì cho thuê ở đây nó sẽ dao động khoảng 5.000 đô một tháng. Những căn góc nó sẽ khoảng 6.000, hơn 6.000. Đây là cái mặt mặt góc, hướng này sẽ là hướng Tây Nam. Tây Nam. Mình nhắc lại là diện tích lô đất là 289,9 mét vuông. Đấy, bên này là khu vực biển hồ. Đây là căn góc này. Bên cạnh nó là cái đường đi vào phía Hải Âu 02, nhà gửi xe các thứ. Đúng không ạ? Và nó ngay cái cổng vào biển hồ nước mặn đây, họ đang làm sửa chữa. Ở đây thì hiện tại là bàn giao không có hàng rào thì có thể thiết kế bày bàn ghế xung quanh này rất tiện, mình chỉ trồng một cái lớp cỏ thôi. Đây là cái mặt tiền này, mình đứng ở trước căn biệt thự luôn. Nó sẽ phù hợp kinh doanh nhà hàng hoặc cà phê. Tại vì đây là view chính ra cái khu bãi tắm chính của khu biển hồ, các cái khu mà có những cái chòi nghỉ này. Thì ngồi làm cà phê ở quán này rất thoáng, tức là nhìn bắt trọn cái khu lòng hồ. Toàn bộ mặt hồ luôn. Và nó có cái hay đấy là chính là ngay cái cổng vào của khu biển hồ đấy là Vinhome Crystal Lagoon đây. Nó rất tiện khi mà khách hàng mà muốn sử dụng dịch vụ ấy thì chỉ cần đi qua cổng
tắm xong, tức là mình đi ngược lại qua ra cổng thôi, là đi qua là ra cái căn biệt thự này rồi, nó rất là gần. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là ở biển hồ này nó chỉ có hai lối để ra vào, một là cái cổng ở phía đằng trung tâm thương mại và trước căn biệt thự này, đây là một cổng này, và cái cổng thứ hai nó sẽ ở khu vực quảng trường. Còn lại thì Vingroup họ làm một cái hàng rào kính ở chạy quanh cái khu biển hồ, tức là cư dân hoặc là những khách hàng sử dụng dịch vụ tắm biển ấy thì sẽ không có đường nào để ra quả cả, ngoài cái hai cái đường soát vé vào. Đấy là cái ưu điểm của những cái căn biệt thự mà gần những cái cửa ra vào, đúng không? Như căn biệt thự này nó ngay bên cạnh cái cửa ra vào thì nó rất là tiện, khi mà khách hàng muốn sử dụng dịch vụ là có ngay. Và với trên thị trường bất động sản cho thuê mà với những căn mà view biển hồ, căn biệt thự view biển hồ để kinh doanh thì nó chỉ có khu vực Hải Âu. Đặc biệt là những cái căn mà căn góc như thế này, số lượng rất ít, nó chỉ có khoảng 4 nhánh, nó chỉ chính ra thì nó chỉ có 2 nhánh để ra biển hồ. Thì căn này là một trong hai cái căn góc, một căn góc hiện tại đang làm cho công ty Vistaland Invest đang thuê, và căn này là căn thứ hai. Và cộng cà phê thì nó ở đầu đằng kia, nó ở đầu gần trung tâm thương mại, nó là cũng là một căn góc. Thì nếu mà chủ nhân nào mà thuê lại để kinh doanh ấy, thì mới thực sự hiểu cái giá trị của những căn góc. Tại sao cộng cà phê, tại sao Vistaland Invest họ lại thuê những vị trí mà mặt tiền? Chuỗi cộng cà phê thì các bạn biết rồi, đúng không? Người ta thuê ở đấy để đón cái lượng khách chủ yếu ở Vincom, Megamall, trung tâm thương mại ra. Thì ở đây những cái căn như thế này cũng vậy, sẽ đón được một cái lượng khách ở chính từ khu vực biển hồ và trung tâm thương mại ra. Hai là những cái lượng khách ở cái khu vực nhà để xe 5 tầng ở phía sau cái khu Hải Âu 2 kia. Đúng không? Đấy, đây là cái phía biển hồ này. Anh em nhìn thấy chạy dọc này nó chỉ có hai cửa đi vào thôi. Và những cái bãi tắm chính thì những cái khu mà người ta để những cái tum tum này, những cái gọi là cái mái che ấy, hoặc cái ghế ngồi chơi này, thì là những khu chính. Rất hay. Ưu điểm lớn nhất của cái căn biệt thự này chính là hai mặt tiền, gần trung tâm thương mại, ngay cổng vào của biển hồ, nước mặn 6,1 hecta, view biển hồ, căn góc hai mặt thoáng, gần nhà để xe, rất tiện lợi và cái số lượng rất là hữu hạn. Còn nếu mà các bạn tìm thuê những cái căn mà đơn lập bình thường thì ở đây hiện tại giá người ta thuê, ví dụ như anh Trung anh thuê ở cái khu HA1 171, 73, 75 ấy, giá nó khoảng 5.000 một tháng. Thì những vị trí thuê các bạn phải chọn những vị trí nó rất là đẹp. Cái thương hiệu là một chuyện, những vị trí mà người ta nhìn thấy các bạn, đây là những căn thường. Tại sao nó lại khác biệt so với những cái căn tầng góc? Tại sao cái nhà kinh doanh lại định hướng theo cái hướng Tây? Hướng Tây là một cái hướng mà có thể nói là ví dụ như biển hồ, thì căn này nó là hướng Tây Bắc Tây Nam. Mặt trời nó chiếu nên nhìn rất là sáng, tất cả các cái khu kinh doanh hầu như người ta sẽ lấy hướng Tây. Ở thì người ta sẽ lấy hướng Nam hoặc Đông Nam, nhưng mà để kinh doanh thì sẽ là Tây, Tây Bắc, Tây Nam. Tây Nam sẽ rất đẹp. Đấy là cái mà khi mà anh chị nào có nhu cầu đầu tư để kinh doanh tại Vinhome Ocean Park thì có thể lựa chọn những cái vị trí gọi là đỉnh cao nhất, chắc thắng nhất. Cùng một công làm, cùng một công đầu tư thì một căn bình thường mình thuê ở Hải Âu này nó khoảng 5.000 đô, thì mình sẽ thuê căn góc nó 6.000, hơn 6.000, nhưng mà giá trị nó sẽ tốt hơn rất nhiều, đúng không ạ? Mỗi cái nó có một cái hay riêng.
Nhưng nếu được những căn góc thì nó là tinh hoa của dự án rồi. Xin cảm ơn anh chị.